Hi, welcome back to my channel. Start to get a go. How of Slender, yeah? Okay. Trong tựa game này thì các bạn sẽ phải đi tìm tất cả 8 mẩu giấy, ok? Và bây giờ thì mình đã tìm được mẩu giấy đầu tiên. Một chiếc chìa khóa. Tiếp tục vào. Xem có gì ở đây không? Không có gì. Tiến sâu bên trong. Wow. Slenderina và ta đã xuất hiện. Ở đây cũng không có gì luôn. Một chiếc chìa khóa tiếp. Và mảnh giấy thứ hai. Mảnh giấy thứ ba. Giấy thứ tư. Giấy thứ năm. Và đây là phòng bếp. Phòng bếp thì không có gì. Mình sẽ bắt đầu lên trên tầng. Vào từng căn phòng một. Đã đủ 8 mẫu giấy rồi. Và bây giờ thì mình sẽ đi ra ngoài. Xuống dưới tầng nào. Ok, let's go. Thank you.
và tiếp tục tựa game thứ hai. Rồi xem có gì nữa không? Túi tiền thứ 15. Ok, let's go. Có thể bà ta đang gần đây. Các bạn sẽ phải theo dõi bà ta, xem bà ta đi hướng nào. Bà ta đang đi hướng lên trên tầng 2. Vào đây thì mình sẽ chuẩn bị tàu thoát khỏi bà ta. Ok, let's go. Rồi, tiếp tục tựa game thứ 3. Let's go. Cửa sách đầu tiên. Trong tựa game này thì các bạn sẽ phải đi chi tiền tất cả là 8 cuốn sách.
của xe ô tô. Let's go, tiếp tục nào. Chốt mở luôn đây đi. Xem có gì ở đây không? Không có gì. Ok, và từ game thứ tư, Granny Chatterchuk. One day. Phần này thì mình sẽ trốn thoát bằng cánh cửa chính luôn. Where
Rồi, Granny Chapter 1. Một cái bắn súng. Và bây giờ thì mình sẽ ghép thành một khẩu súng nào. Let's go. Oh my gosh. Okay.
Oh my god, ngã luôn từ trên tầng 2 xuống luôn. Ở đây thì mình sẽ ngắt bắt một ngày, chuyển sang ngày thứ hai. Chị đây. Let go. Ok, và tới đến tiếp theo, Infear. Trong tựa game này thì các bạn sẽ phải đi tìm những chiếc chìa khóa và các bạn sẽ phải đi tìm những khối pin. Khi đó thì các bạn sẽ không bao giờ bị tối om được. Bởi vì nếu trời tối om, điều đó các bạn sẽ không làm được gì và rất khó để tìm kiếm những món đồ. Ở đây thì mình sẽ phải đi tìm một chiếc đèn pin. Khá là khó nhỉ. Rồi đấy không? Oh my god. Sao anh lại tối om đây? Chiếc chìa khóa tiếp theo này, mở cánh cửa ở đây. Không phải cánh cửa này.
chết rồi, mình sắp dùng hết pin rồi. Oh my god. Băng này thì các bạn sẽ phải phải tìm một đầu đĩa để phát, khi đó thì các bạn sẽ biết được tiếp tục tiến tiếp, mở khóa tiếp cánh cửa bên kia, sau đó thì các bạn sẽ đột nhập vào. Đây là một tựa game bẻ khóa cũng khá là khó khăn các bạn nhé, bởi vì càng về sau nếu các bạn không nhanh thì trời đèn pin nó sẽ tối đi, và khi tối đi thì các bạn sẽ không tài nào có thể nhìn được, và lúc đó thì rất khó để các bạn có thể biết được các bạn đang đi đâu và đi đường nào. Ok rồi, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang game tiếp theo. Đây luôn. Tối tăm. Oh my gosh. I won't hurt you. 8079. Đó là một khẩu, một mã số để mở một cánh cửa. Ok, và mình xin phép dừng clip tới đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.